Công ty ẩm thực Anh Nguyễn, công ty Outdoor Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay anh Nguyễn giới thiệu các bác tiếp tục một mẫu đẩy 4 cây có tên là xe A sao, xe A 4009. Thì cụ đẩy này nó quá thông dụng trên thị trường Việt Nam rồi, tôi có nhiều bài đánh giá và có nhiều anh em bán rồi. Anh Nguyễn để thông báo cái giá mà anh Nguyễn sẽ áp dụng từ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2018 như sau. Cụ đẩy này là có tên là xe 4009 4 kênh thân dài, giá anh Nguyễn bán là 8,5 triệu, xuất xứ Trung Quốc, trọng lượng nó là, tức là cỏ xe sao mình ấy, nhập về các nhé, nhưng thực ra là sản xuất Trung Quốc đấy, là 25,8 kg, tức là cái bóc trần thì không tính vỏ nhé, không tính vỏ này. Và công nghệ của nó hát mà nó đánh 4 kênh, công suất là 800W/1 kênh. À, cụ đẩy xe 2009 thân dài anh Nguyễn bán là 5,5 triệu, cũng xuất phát Trung Quốc. Thì cái này công nghệ của nó hát và công suất của nó là 800W/1 kênh. Thì đây chính là cái thông số nhà sản xuất đưa ra. Con này cũng đẩy CA 2009 mấy nghìn mấy em nhá. Đây là model này và chai đen này. 16 ôm là 400W, 8 ôm là 800W, 4 ôm là 1600W và 2 ôm là 2000W. Cũng đẩy CA 4009 16 ôm là 400W, 8 ôm là 800W và 4 ôm là 1500W. Tiếp tục 2 ôm là 1800W. Đây là của hãng xe sao mọi nhá. Tất cả là còn nguyên tem mà em không bóc, cái này anh em đã bóc rất nhiều rồi. Em giới thiệu thôi. Thì giá tại hiện nay em cung cấp hai sản phẩm này là 5,5 triệu, để thân dài xe 2009 và 8,5 triệu. Chưa bao ship nữa nhá, không bao ship, không tặng cái rắc. Giá em bán thì cụ đẩy như tính toán em Sài Gòn thì mất là 2,2 triệu. Rồi tiền ship ấy thì bác mới mua cái này chỉ rơi vào 5,7 triệu đúng không? Cái này là 8,7 triệu, rẻ nhất Việt Nam hiện tại thời điểm này. Và cụ đẩy có thể xuống nữa nhá, có thể xuống nữa đấy, có thể xuống, em khẳng định. Bởi vì đây là thì em đang áp dụng từ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2018 thôi. Thì em sẽ cung cấp hai dòng này và dòng 2009, dòng 2007 sẽ về. Em sẽ lấy tiếp dòng 2007, xe 2009 và xe 4009, xe 2000 tức là 2 kênh, còn 4 là 4 kênh. Thì ngoài cục đẩy công suất lớn ra, em có dùng cục đẩy bánh rất tốt, nhưng Flex mà 2008, đây này Trung Quốc, nhưng mà sản xuất của ấy, xuất Mỹ mà nhá. Đấy, thì ngoài ra em có rất nhiều cục đẩy bãi, đấy bãi bãi nhá, rất là 20 đèn, bánh cực lực luôn, xuất Mỹ. Thì các bác sẽ đăng ký kênh của em, trong 15 ngày tới em sẽ liên tục thông báo giá, liên tục thông báo giá nhé. Các có nhu cầu ủng hộ em và sẽ liên lạc với em theo số máy như trên. Số bán hàng là 0936 553 140, số tư vấn kỹ thuật là 0968 984 140. Thì em báo giá lại với nhé. Đây là cụ đẩy xe giá bác nhìn nhé. Thông số kỹ thuật em nói rõ bác ạ. Đây, cụ đẩy BOCG đây. Giá cụ đẩy xe 20, cụ đẩy là 8,7 triệu. Chỉ bảo ship, tất cả chỉ bảo ship thôi nhá. Chỉ bảo ship hết. Đấy, áp dụng từ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2018. Thì bây giờ em sẽ đưa tất cả cái giá lên trên web, trên kênh của em.